오늘 왜 주제는 이렇게? 고민에 대해서 얘기해 주세요. 고민 뭔지 알지? 네. 고민은 고민은 그냥 lo lắng hay là gì? lo lắng, Lo lắng. mình lo lắng Vân oh, vân. oh, 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 Đấy. oh, chúng ta không biết phải làm như nào. Đấy. Oh, 어떤 일이 있는데 우리가 뭐 해결하고 싶은데 네. 근데 어떻게 하는지 몰라요. 못 giải quyết 러 nhưng mà không biết làm. 뭐. 그런데 이 고민이 예전에 있었던 거 지금 있는 거 아니고 không phải là cái bây giờ nhé, mà cái trước đây là đã từng có ấy, đã từng오늘 주제는 이야기하기 전에 우선 인사하고 주제에 대해서 소개해주고 다음에 주제 내용을 얘기할 때는 이런 내용 다 넣어주세요. 무슨 고민이 있었지? 무슨 고민 있었는지 그리고 그 고민 때문에 당시가 어떤 상황에 빠졌어요. 그리고 그 고민은 어떻게 해결되었어요? 그 고민은 해결되었을 때는 당시가 어떤 느낌을 가지고 있었어요? 그런 내용은 다 얘기해 주세요. 그리고 뭐 주제 내용을 다 얘기하면은 마무리해 주세요. 발표를 얘기를 마무리해 주세요. 알겠죠? 이해했어요? 네, 이해했어요. 혹시 고민을 그거는 생각나요? 그냥 지금 얘기하기 전에 우리가 같이 한번 뭐 이렇게 질문을 대답해 보세요. 간식 무슨 고민 있었어요? 예전에? 예전에 무슨 고민 있었어요? 아니면 지금 고민 있어요? 지금 없어요. 지금도 없어요? 네, 지금도 없어요. 그럼 예전에 진로, 혹시 진로에 대해서 한 번도 고민 안 해봤어요? chưa bao giờ gọi là lo lắng về cái tương lai của mình bao giờ, con đường tương lai của mình bao Có chứ thầy. giờ. K럼 진로에 대해서 고민했던 거 얘기해 주세요. 저는 업무에 대해 생각해요. 업무에 대해 고민하는 중이야. 네, 왜? 고민하죠. 왜 고민했어요? 지금 하고 있는. không phải. Em đang muốn nói là em đang muốn nghĩ là về cái lo lắng là về 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 phần công việc ấy thầy ạ. Cái lo lắng nhất, cái từ cố min và từ cọc thông nó thành À, lại cái không? Cọc thông là thành lại không nhé? rồi cái phân vân nó về em đang hiểu nó là về công việc chứ. Không, cái từ cố min thực ra nó lo lắng về nhiều thứ khác cũng được. Có nghĩa là như này, để thầy phân biệt cho cái từ cố min và từ cọc trong nhá. Cố min tức là mình đang lo lắng về một cái việc nào đó mà mình đang không biết phải làm sao, không biết phải làm gì. Giống như mình đang ngơ ngác, mình đang đứng giữa ngã ba đường, mình không biết phải đi được nào ấy. Cái kiểu như thế, mình đang lo lắng. Ví dụ như là em lo lắng là không biết sau sau này đi xin việc là em có xin được việc hay không, sau là xin việc tốt hay không, có thích ứng được hay không hay gì đấy, đúng không? Còn từ cọc trong nhá, cọc trong tức là cái, có nghĩa là cọc trong có nghĩa là như nào, có một cái trạng thái, một tình huống hay là một cái sự việc sự vật gì đấy nó đã xảy ra rồi, nó đã xảy ra tồi tệ rồi, nó xấu rồi, và để em lo lắng về cái điều đấy. Ví dụ như là em bảo là, ví dụ như là bạn có một người bạn thân của em đúng không, nó bị tai nạn đau ốm mất thứ đấy, thì bây giờ em đang lo lắng cho nó đấy đúng không, thì lúc đấy em dùng cọc trong ha tà chứ không dùng cố min ha tà được, đúng không? Đó, kiểu như thế. Thì cái cố min ha tà nó hay thiên về cái việc mà mình, có nghĩa là mình muốn làm cái gì đó mà mình không biết làm, mình không biết phải làm sao ấy, mình phải suy nghĩ thật nhiều nhiều để mình thực hiện được hành động đó, thì là cố min ha tà đúng không?지금은 저는 고민이 생각했어요. 있어요? 있어요. 네. 없어요? 있어요? 있어요. 있어요? 뭐야? 저는
chi đan thần ấy, lốt thư bút cân giòn ke sát lên đề chỉ cần ăn pha suy học sỏi. Ủa? Notebook giờ giờ tên sao ạ? Nhẹ giòn ke sao à? 10개 10대에서 왔고 지금 다시 밟고 있지. 지금 아직 안 팔라. 당신은 장사하고 있어? 네. 오. 여기 이거. 오, 제가 사고 싶어. 내가 사고 싶어. 얼마야? 60만 동 무슨 달? 6천만, 아, 600만 동, 600만 아니 이제 동. 600만 동입니다. 무슨 브랜드야? 네로보 네, 브랜드입니다. 네로버. 네, 좀 핀팟 돈 꺼이네. 핀 네, 핀팟 거의 얼마예요? 거의 오, 5. 네. 그럼 내가 사용하고 똑같네. 제가 더 좋은 거 갖고 싶어. 더 좋은 거 없어? 지금 저는 전개는 있어요. 아직 안 팔라요. 아직 못 팔아요? 아직 아직 못못 팔아요? 팔라요. 네. 좋은 거, 가장 좋은 거. 지금 네. 뭐 가장 좋은 거 거의 13 맞지? 13 아니면 15? 그 정도. 거의. 거의 가장 좋은 거 아, 가장 좋은 거. 거의 5, 거의 8, 5, 6, 0. 8560 뭐야? 거의 5, 거의 8, 5, 60. 거의 8560이야? ý là có y lăm mà đòi có ít À, không không có y lăm coi năm là thì cao nhất là coi mà năm. vâng Nhưng mà bây giờ thầy thấy nó cái ở thị trường nó đang bán là tận coi y tận mười mấy mà. đúng rồi, em mua máy tính cũ mà này, Như vậy Lincoln cái của thầy nó đang là coi y năm rồi. Cái của thầy nó đang là thầy mua cái Acer để từ năm 2017 cơ. nè. Ta muốn đổi thầy, cái máy tính của thầy nó bị cùi bắp quá, nhiều cái nó hỏng mất thầy. Hỏng không sửa được. Vâng. Ví dụ như cái rắc loa, cái thứ các thứ đấy nó hỏng không sửa được, bực bội. Không. Pinpad này bền lắm thầy. Đấy. Vâng. Vừa rồi vợ thấy một con tab, định mua Vâng. máy tính nhưng mà không thích mua máy tính thì mua tab để tận là lại mua tab, không thì cũng muốn mua một cái máy tính. Tha tỉnh cô, kho gumi, gumi đâu có Nè. notebook 10대 사오고 이걸 팔고 싶은데 못 팔아요. 고민이에요. 어떻게 이거는 팔아야 네. 하는지 몰라요. 저는 페이스북 올리 페이스북. 관련 소식 올리고 아니 뭐 정보 네, 이제 관련 정보 파는 올리고 정보를 파는 광고 관련 광고 파는 광고를 페이스북에 올렸어요. 네, 올렸어요. 올랐는데 못 네. 팔아요. 네, 못 팔라요. 못 팔아요. 그럼 강씨가 부산에 10대 사오면은 얼마예요? 600동 한대 그러면은 지금 6천만 동? 그 정도? 6천만 동? 맞지? 네, 맞습니다. 6천만 동? 오. 부산에 지금 장사를 잘 하고 있는 것 같다. 지금 새로 시작했어요? 아니면 예전부터? 네. 오래됐어요? 이런 장사는? 오래됐어요? 아니면 새로 시작했어요? 몇달 전에 시작했어요? 몇천 전에 시작했어요. 근데 이 노트북을 어디에서 샀어요? 해외에서? 하노이에서? 하노이에서 샀어요. 네. 근데
Trung cô là thủ bục ở Trung cô là À, thủ chúng chúng cô bục cả cái anh chúng 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 cô khác cả nè một khân chúng cô cả cái đó Hanoi nè 그러면은 그 가게 하노이 있는 가게는 그거는 어디에서 사 왔어요? 그거 알아요? 해외에서 수입했지? 해외에서 해외 샀어요? 아니면 아그그 가게 그 가게는 네. 어, 그 가게는 어디에서 샀어? 그 가게는 일본에서 샀어요. 아, 해외에서 네. 샀어요? 네, 해외에서 샀어요. 일본에서? 그럼 좋은 것 같다. 네. 자, 지금, 그러면은, 지금, 뭐, 노트북을 몇대 사오고, 지금 페이스북에 광고를 올렸는데, 못 달았어요. 네. 네. 그 고민 때문에, 강 씨가 지금 어떤 상태에 빠졌어요? 어떤 상태에 빠졌어요? 잠을 못 자요? 밤에 잠못 자? 하지만 지금 못하고 있네요. 그 왜냐하면 그 이거 지금 염대를 싸는데 그제 고객은 다른 거 사고 싶어서 다른 것도 사고 그 고객을 다시 팔라 고객 예약했어요? 아닙니다. 아니요? 지금 이거 많이 샀지만 그제 고객은 다른 브랜드는 사고 싶어요? 사고 싶어요. 지금 다른 브랜드는 팔할 수 있어요. 하지만 이거 누구라도 안 사요. 뭐 사고 싶은 사람이 많이 없어요? 이 브랜드 네, 이 브랜드. 네, 네르보 맞아요. 브랜드 네. 사용하는 사람이 많이 없어요? 네. 그러면 지금 팔기 어렵네. 네. 그러면은 지금 어떤 상황에 맞았어요? 그리고 고민 생각 때문에 잠이 안 나와요. 맞지? 그리고 밥도 못 먹고 일에도 집중 못 했고 그런 생 어? 이 설날은 반쯤에서 고기는 없어요. 고기 없어요. 이번 설날 맹증에 고기 없어. 그리고 그 고민이 그러면은 그 고민이 지금 해결 아직 안 되네. 해결 아직 안 됐어. 맞지? 해결 아직 안 됐어. 그러면은 지금 방법 있어요? 해결하는 방법 있어요? 생각했어요? 지금 어떻게 팔아요? 어떻게 네, 할까요? 지금 다른 가게 지금 방법, 해결 방법, 뭐야? 다른 가게 다른 가게? 네. 팔아요? 네, 아는 가게 맞나요? 아니면 다른 가게와 달라요. 좋아요. 지금 뭐야? 원래 강씨가 하노이 가게에서 사오고 개인적으로 팔아요, 맞지? 근데 지금 못 팔아요. 못 파는데, 그래서 강씨가 지금 그냥 주변에 있는 가게를 알아보고 그 가게에 다시 가려고요. 그러니까 저는 싸게 팔아요? 이 노트북은 저는 이 노트북 뭐다 뭐야?
Khá kia cứ san su so À cái so ta chưa chỉ gì cả ta. cứ cứ sao chỉ cứ mà giờ kia giờ chú về chỉ cứ giờ kia Cái gì à? dự định là bán rẻ cho cửa hàng cho những cửa hàng ở Bắc Ninh để thu hồi vốn, kiểu kiểu vậy. Đó, chứ Bắc Ninh là Bắc Ninh nhảy sao? Bắc Ninh e ít nên khá kế Bắc Ninh nhảy ít nên khá khá kế kê à thì xa kế xa. thả ra thó đấy, bán rẻ lại cho các cửa hàng ở trên Bắc Ninh đúng không, Đúng để rồi. vì thổ dư thả si Xác đại ố thả nhiên thì trả bôn cứ cho mình trả bôn thì trả bôn ý trà là bụng chung trả bôn là vốn đấy, cá nhân em kinh doanh tốt thổ dạ dư thả si bán đại ố đúng không, nè thả si bán đại ố để nhận lại vốn thôi, lấy lại vốn đúng không, đúng không? Anh em nè được Pesu Huế su Pesu hai tả là trà thu hồi bụng Huế trà bụng Huế Huế su hăng dễ Pesu chừng hai tả Pesu Pesu Huế thì thường vẫn su nói phải hay dùng là thả si bản tả cũng được để thả si bạch à. Còn nếu trả mà bù nên thả si bạch Pesu thải Pesu hai tả thu hồi này thu hồi thu hồi gom lại vốn đúng không, thu hồi đó. Thu hồi vốn đầu tư thả bôn cứ mình Pesu này đúng không, thả bôn nữ Pesu à Pesu hai đèo cối đó đúng không, để. có rất em nhận một chỗ cơm ý NATO từ cái nhà phá ra à. Kramia phạm bóp ịn này phạm bóp ịn ố Nè. Kramia nữ cứ phạm cứ của mình đi hay cái thuyền miền ấy hốc si ở tôn từ kim như ý sức cái đó. Nếu mà cái nếu nó lo đấy được giải quyết thì em sẽ có cảm giác như nào kiếm như choái đó Nè, à à chính xác cho bài rồi. chỉ Nè. đi 그러면은 오늘 이야기는 여기까지 마치겠습니다. 끝까지 잘 네. 들어주셔서 감사합니다. 아 그러면 네. 아까 우리가 질문들을 대답했고 지금 갱시가 다시 정리하고 다시 말해주세요. vừa trả lời các câu hỏi rồi bây giờ sắp xếp lại nói lại từ đầu là có ý ra học cố ta mê chủ xe số cái học cố ta mê chủ xe nếu mà hiểu nghe chủ xe hiểu nghe chủ xe Nè. dạ xin chắc thêm một xíu Nè. Nếu như là chúng thân như là cô mẹ đã. à. 오늘 코민에 대해 이야기해보겠습니다. 예, 저희 코민은 Là cái nỗi lo mà tôi đang có đúng không? Cái nỗi lo mà tôi đang có là gì đấy? Vì nỗi lo mà tôi đang có chính là cái việc gì? is 제가 가지고 가시고 있는 있는 고민은 아 코민은 제가 가지고 가시고 있는 있는 고민은 đúng không? 코민은 Đấy, cái nỗi lo mà theo trong người thế này là gì đấy mà bắt đầu giải thích à, một và nhớ xin cháu đấy mấy ngày trước là mẹ có mua mẹ vài mẹ cái xin cho nên notebook dọn cái sao sao ổ cũ mua về rồi định bán lại đúng không, xa lạ sao khu sao ổ cũ thả sĩ thả si palayo à, phải lò cô hết định tên pal pa pal lo cô hết lên đây nhưng mà bây giờ vẫn chưa bán được cả Chiman cả thì cứ cả đi ăn te ăn te tố và ăn te tố một thả đấy không một thằng là cái và một một thả đấy không thằng là à, chứ không có kê ha thì chỉ một lẻ à. nè chỉ có bỏ tốt kê hay chỉ một là Cứ cố minh tem một nế à, vì cái nỗi lo đó nên là tôi thì cứ ngày tôi làm sao đấy à, không ngủ được không ăn được đến công ty làm việc không tập trung được đây kiểu như ý định từ đó thôi là xin chào như cô kia nha cứ đó kể bà đam mê thì sẽ mi dựng là mình cứ cũng comment nhận comment thêm đấy buồn nè à, mấy
thảm thảm mấy một thảm chạm cố một xa cô thảm một thảm cố thảm tô một một cố thơm một một cô với dài to tố với dài tôi ý đây chỉ chung một hết có tiếng đấy. nhớ à kẻ cứ cứ đó mà đi à bên Ừ, cá trăng chúng nó lên thôn ly ốc soi à chúng nhau à chúng nhau ăn cái này là gì thôn ly ốc soi à cứ y không in demo này thì cứ thôn ly ốc soi à và ý là thu nhiều sale à này. à, tại vì tôi không biết phải làm như thế nào để thu hồi lại được vốn đúng không, lấy lại được tiền đúng không, bây giờ tôi không biết phải làm nào để lấy lại tiền à, chúng nhau hàn kết thu nhiều về nhà nhá cứ thu như thả si à, thì ở kê thu như ở kê thì thả si bạn thì hạt tư suy nhiên chi một lại tôi không biết làm nào để có thể nhận được thì nhận lại được tiền đúng không, tôi không biết là thì đấy tôi không biết phải làm thế nào để nhận được tiền thì nói rằng tôi không biết là làm thế nào để nhận lại được tiền auto kê hai miếng Ở tất kết ham auto kê hai miếng thổ dư thả tốn chi thả si thả tư suy đi hạt tân xuôi tân chi mùa lại một lại và cái câu đấy là auto kê bây giờ là không biết phải làm như nào auto kê thất không kê biết là làm như thế nào thì sẽ nhận lại được tiền đúng không auto kê ở thất kê hai miếng thôn thổ hàm dư nhân thả thôn chi lân thả ta si hạt tân suy chi đi tư chi hạt tân xuôi rồi tân lại chi mùa lại đó à Kurante ổn đấy à, nhưng mà hôm nay tôi đã nghĩ ra một phương pháp rồi này không Kurante biết ổn đấy không biết tôi đã nghĩ ra được phương pháp để giải quyết được nỗi lo đấy rồi à, đó chính là gì đấy chẳng hạn như Kurante ổn đấy gì cứ cố đi không biết nên ở tốt à hay hay chơi hai hà đứa lên thằng bóp thằng đấy bắp cơ xem các sang hay các nạt rồi không xem các khe này khe nạt sẽ học xem các sang khe các hen khe là sẽ nạt nghĩ là kia ra tôi nghĩ ra đấy khe này sẽ gọi à cứ cứ à, cứ gọi à, cái đấy cái phương pháp đó chính là nè gì đấy cứ phăng bóp cơn Facebook về sau tưởng đi bán lại cho các cửa hàng mà đăng mấy ngày trước em mua vé ở đang ở đặt à xe đang đặt xe em bảo em mua vé thế em mua vé em đăng lên Facebook em bán lại thế nhưng mà bây giờ chưa bán được cái nào đáng ra em bị thiếu cái chỗ Facebook ở trên đấy đúng không, nhưng mà bây giờ em nghĩ ra được một cái phương pháp để giải quyết nỗi lo này đó chính là gì này à Bắc thường Linh nhà cứ sao là in à lên bao nhiêu cà tiền mua kê Bắc Ninh nghe như là cái à, không cho thà cái bé computer cà kê sa kê à xa kế Hello cô hiểu không? phan Hello liệu cô cô hiểu hiểu không? Hello tôi định bán lại cho các cửa hàng máy tính ở trên thành phố Định đúng không? sa khô phan liệu cô hiểu À, hay cứ đó kê ham nhớ, cứ 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 đó kê ham nhớ thì tôi kê có thể nhanh chóng thu lại được vốn đúng không? Cứ đó kê ham nhớ. thôn lên thả Nên si à phạt tư Bali thả su gì à tha si phát à ly Bali thả si phải thả si phạt tư su sao à, sau rồi đấy đấy cứ không nên hệ kiên hay kia chơi sinh thuế miên là thuế hệ kiên tuệ miên chị kỳ bu hí kỳ bu kỳ hí chế kỳ bu ni là mua chuao cho hoa chim có gặt thầy chuao chuao không chim có cả tại vì nó tay chưa xảy ra mình bạn đây trẻ nếu không giả sử cái nỗi lo đi được đấy thì chắc tâm trạng tôi sẽ rất là vui đây cứ cố mini khe chơi thuế Thế miên tên kỳ tuổi miên kỳ bu hí kỳ bu ni thì cho hoa chim có gặt thầy ôn cho chị cốt cả thằng ô luôn giá kỳ nữa ô không luôn giá kỳ nữa à của đến giờ kỳ giá nữa kỳ cả chi mà chị kết sự mì đã tất cả cả chỉ chi từ đó chùa làm so cảm xa mì đã cảm giác đó đúng không thấy còn nhớ gì không đấy đó à nhớ thì trở nên khả nghi nào của mì tạo của bên chế gác của mini để tao nhiều kia của tên sự mì tạo chế gác khả chỉ của mình của mình đấy mì chỉ trở nên đúng chị không giỏi đen thao phố đó nè ở Facebook em hẳn có đứa Facebook ly lừa sao liệt số liệt phải ly đó có hết đến đây chỉ tâm khả trí Hana số tố Hana một tôi phá một sợ palace palace Hana tố một phá sợ cứ để đó cứ cũng minh sợ đẹp một nê cứ cũng minh đẹp một nê mấy thầm thầm hơi một thảo cố thầm mình tố một mỏ chặt cố về sai một một về sai để sau sợ tố bên tay so kỳ đây tốt một chín chung một hết còn nhất à tốt
Grande, Chichiku onde, grande đó. olulsum À, heokkyeolhan cứ 방법 고민을 해결하는 조금 방법을 생각해놨어요. 알았어요. 아, 그 방법을 그 방법은 아들의 학릉에 아파트에 있는 있는 컴퓨터 가게에 컴퓨터 가게에 아, 사태 아, 팔라고요. 받아서 돈을 다시 아, 받으라고 해요. 아, 뜨리, 말, 말 lại, để tao kia để lấy lại tiền, đúng không? À. 고민이 해결되면 아, 그렇게 하면, 아니면 그렇게 하면 제가 자본금을 빨리 다시 회수 퇴수할 있다고 생각했습니다. 고민 그 고민이 해결되면 해결되면 제 기분이 기분이 좋아진 것 같습니다. 좋아질 것 같습니다. 덕분이라고 그런 거안 맞죠. 너무 쉽습니다. 아, 나 nhớ cái nội dung hôm nay xong rồi về 다시 정리하고 연습해 보세요. 네. 자, 다음에 우리가 다른 부분 넘어가 보세요. 대신, 오늘 문법 대신 무슨 대신에 뜻이에요? 타이비 네. 타이비. 타이비. Nếu mà là danh từ thì chúng ta sẽ là danh từ thế. Thế xin luôn, vâng, danh từ thế xin. Thay대신에 cho, thay cho. Bình thường danh từ hay thì thay cho, thay vì thay cho. Dạ, 지금 이거는 번역해 주세요. 네. Sếp à, thay vì thanh toán lương vào mùng 10 hàng tháng thì công ty chúng ta thanh toán lương vào ngày 21 hàng tháng giống như Samsung đi sếp. Nào, vào đây có thể, vào đâu. 사장님, 매달에 12대 11일에 탱 thanh toán toán lương lương bên ta dùng chỉ cúp nhé, cái chi tiền cúp tiền cái từ chỉ cúp này nó sẽ dùng là thanh toán lương thanh gọi là phân phát phát cấp phát, có nghĩa là nó sẽ dùng cho là cấp phát nội bộ, chi trả nội bộ hay nó sẽ dùng chỉ cúp, đúng không? À, Ừ, quên chỉ cúp đấy. chỉ cấp 하는 대신에 21 매달 Giống như Samsung trước,21 chứ Samsung처럼 삼성처럼 21 21일에 21 đi đây rồi hai lần lên 21 đi đây 21일에 à. Giúp 지급하는 게 좋아요. À, 월급을 지급하는 게 좋아요. 그 좋아요. 네. 왜냐하면 왜냐면 các công ty khách hàng của chúng hàng ta chúng ta đều đều chốt rút công công nợ vào cuối nợ. tháng và thanh toán công nợ vào mùng 10 hàng tháng. Các công ty khách hàng Ờ. cô cô cách À, xa uri cô cách xa đi một uri cái cô cách từ xa đây. nên Ngày월만에 mai tốt chốt công nợ công nợ. Chốt công nợ gì thầy? chúng ta có từ bù che đây Chốt mà cam tha và chốt nợ bù che là cũng nợ, hoặc cái từ bù che nhiều khi người ta bù dùng để dùng cái từ mì su cơm, cái tiền mà chưa thu lại cái dùng mì su cơm cũng được đó, mì su cơm bù che đây mà cam tha cô Ủa, 월만에 부채를 à.마감하고 À rồi đến thì à, mùng 10 hàng tháng thì bắt đầu là toán công nợ. meta ship ship meta ship ire Gì đây? buche ren chi cấp Không, heo cái này là thanh toán ngoại bộ là cái chê nhá. kel kelche Cái này là thanh toán cho khách hàng mà, khách hàng giữa hai công ty với nhau mà. Chờ chế à, chờ chế hiểu không? Vào những tháng mà khách hàng thanh toán công nợ muộn thì công ty chúng ta cũng sẽ thanh toán lương cho người lao động muộn đó sếp ạ. Kiểm
cô cách xa nên À, cô sẽ phải nè. mù che lên Cô sẽ đến. Anh kiểm phản hồi. tra lịch kê kiểm tra À, trời. hai nên À, nếu mà em nói được hai nên thả đi chúng ta đó hai nên thả lê hai nên thả đi ừ. Đi về xa Vì tô Huế xa tô ồ lô tông cha ê kê lực vui kê quần lực lực kê quần cúp chi cúp ham mì ta à hay có hiểu han coi rồi hiểu. Nếu cứ như ừ vậy vài lần thì sau này người lao động sẽ không tin vào công ty mình nữa và sẽ không gắn bó lâu dài với công ty mình đâu. Nếu cứ như vậy Krutke vài lần của thầy Hà nữa Miên Krutke Miệt Bon Hà Miên à. đúng thầy Miệt bon giờ đó bon giờ đó Yorobon Krutke Yorobon Hà Miên giờ đó bon à ta 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 bốn nhá. Hà ta ca Đâu hù còn cừ miên đó kê được nếu như thế thì em phải cừ đó à cừ đó ta Đó to Hà cừ Bon Krutke cừ đó Hà thả Miên ca bốn miên cứ như vậy cái từ cừ đó Yorobon như Krutke vậy tà ca bốn Ta miên ca là hù nếu cứ miên liên tục như vậy đấy nó diễn tả hành động lặp đi lặp lại cứ liên tục như vậy đấy à do đó bon cừ đó ta bốn miên cừ đó ta bốn Rất ta miên thì bù cừ đó ta bốn cừ đó miên tà ca bốn miên Lô tông trà ừ, nên ta tự đi đi hay xa đấy Phù đề hơi xa rừng Mịt chi ảnh cô à, vị trí ẩn cố và không gắn bó lâu dài với công ty chúng ta Phù đề hơi xa Gắn bó lâu dài lâu dài là gì ô đấy chúng Ore ta có từ gắn bó chúng ta có từ mồm tan là mồm hoặc là lột tan ý tạm nó tạm được không làm việc lâu dài đúng không đó, họ sẽ không làm việc lâu dài công ty chúng ta đâu ấy mình biến biến đổi sang như thế được mà lúc đi dịch mình phải nhanh 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 trí lại đi tìm cái từ gắn bó để ore bao giờ ví dụ thầy biết từ gắn bó thầy có thể dùng từ mồm tan suy giảm đừng gọi à được nhưng mà mình không biết đấy thì mình chuyển chuyển ra thành là đi làm đúng không ồ đấy gì ra suy ore giảm đừng gọi không ira chi ăn nên coi ờ thì mình chỉ hẳn cố cú đi với thầy đó ore ồ sao đấy ore gì ra chỉ hẳn ira chi đừng ăn nên coi hiểu đó là thả si mà ira đây chi ăn nên coi à, thả si mà đây một gì thả si nhé Dạ, sao đang nghi thay vì thanh toán lương vào mùa hàng tháng metal ship ship ire người ta quần xin cúp chi nghỉ cúp han tè si lê ở hai nước để xin nghỉ Samsung Samsung ở sờ rầm ship đi ire đi đây đi ship đi đi đây chúng ta phải lối âm hai lần nữa ship đi ire ship đi đi y đây thế này đúng ire không đi ship đi đi đây lối âm lên đi ship ship đi đây ire chi cúp hân kê chuaio ở ăn đi chỗ này không muốn cứ với chú ta nên kia chỗ này không quê nhà Nguyễn mía Hà Miên Uri cô kết sai Uri cô kết sai đi quê ở đi thì cô kết xa cô kết ca sai Uri cô kết sa ca quần man nê mười ba đấy Bù che rin Bù che rin mà ca vào mà vũ cam mà mà ca cam hà vào cu vũ mà cam hà cu cô cách xa cô cách xa ca lực kê kiểu đâu che đã đến ha đâu mà cam hà cô đến vẫn còn cái đoạn mà thanh toán công nợ vào hàng tạ mùng 10 hàng tháng mà chốt công nợ vào cuối tháng thanh toán công nợ vào mùng 10 hàng tháng vừa Để nói là công cô kết nợ xa ca quỳ ba đấy phụ xe đấy mà cam hà cô đấy là xong cái vế là chốt công nợ vào cuối tháng thế bây giờ thanh thanh như toán công nợ cô vào mùng 10 hàng tháng nữa metaship irin metaship irin bucherin kelche hamita xem bị ra à. cô cái xa ca ở lực kê
Bù chê lên mà cam harun đâu ta chân chê chứ là được chân chê chứ chân cái chê harun chỗ này chúng ta đổi thành chân chê 20 cho nó được thare không chân chê hà miên à, thì chân đó thế chê thôi nếu mà đúng không nếu khách hàng thanh toán muộn thì công ty nịt khác kê cũng chân thanh chê toán hà muộn miên à, thế cho là dễ nghỉ hiểu đúng về không sai ngủ si gửi về sai à, đi về lô xa tông tô đi về xa về tô sa tô lô tông cha thì này đúng kê ngày thế quân cướp lực lượt kê chi cướp hàn cỏi à được cái chị cứ hay quậy do nếu cứ như vậy vậy do thì bon khuret nó có khuret ta ca lớp bù của ta miền ca bùng nhá sau này là chúng lô nghe tông là chung nghe lô tông trà chúng nghe ca từ đi quỳ huê xa cái huê xa em vị trí ăn cô đi chào bố y ore ore in chi phải lối âm lên đấy ý ra chi à đừng coi hiểu ore 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 y ra chi ăn không coi à ý ra chi đừng coi không coi đó ok chưa ok rồi thám nhé à, sếp à kế hóa đơn này bị sai mã số thuế và em định làm giấy yêu cầu điều chỉnh hóa đơn và phát hành lại. điều chỉnh hóa đơn và sẽ phát hành lại. Sa Chang Nghiêm y dòng su Chúng ta chung sẽ dùng kế sang so bình thường hóa kế đơn sang theo trọng dạng là dòng gì su kế sang so theo dạng là hóa đơn về thuế giá trị gia tăng hóa đơn kế dòng su đỏ đấy chung chỉ là cái bill bán hàng thôi đúng không đúng rồi dòng xuất xưng nó giống như nó cũng là nó một cái dạng hóa đơn nhưng mà không phải hóa đơn chỉ gọi là hóa đơn là thanh toán tạm thôi thanh toán xong thì thầy? nó hiển thị số tiền các thứ nhưng mà nó không thể dùng cho thuế má được nó không dùng Y để về gọi không phải là hóa đơn đỏ y kế sang sở nên bị sai mã số thuế mã số thuế là gì vậy thầy? tên tương bon hô C cơm bần hồ tắc út C cơm bần hồ ca Frost soil à, thì, nhưng mà còn còn cái cũng còn một cái nữa sai mã số thuế lên em định làm lại giấy yêu cầu hóa đơn và phát hình lại thì xây cũng có nó xin rất có từng nhóm cũng được chứ có tẩy từng vô tách ra như thế cũng được hoặc rất tẩy làm giấy yêu cầu điều chỉnh hóa đơn ừ. kê san sa su chung Không suy cho yo một chong đấy yêu cầu điều chỉnh hóa đơn và kế san to kê san nhiều sa cho 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 chong cho chong sa chỗ cho nhiều trong Nó xa rừng màn tân cô à màn tân chặt xong cô đâu chặt xong tao à, chặt sân hà cô thà si kêu hành hang hành về trong thực ra những em phải hiểu bản chất à cái câu tiếng Việt mà em nói này nhiều khi em bị hiểu lầm em phải hiểu bản chất nhá thì và cứ nghĩ là cái công ty nhà cung cấp của mình đúng không mình mua và hàng thì nó sẽ là người xuất hóa đơn cho mình cầm cái hóa đơn đấy về và mình kiểm tra thì thì mình thấy sai mình bị sai mã số thuế và mình bắt đầu cái người bây giờ mình muốn nó phát hành lại cái hóa đơn khác đúng không thì mình phải đúng lập ạ một cái phiếu là yêu cầu điều chỉnh lại hóa đơn điều chỉnh hóa đơn xong rồi gửi lại cho chúng nó và chúng nó bắt đầu phát hành hóa đơn chứ không phải là mình tự phát hành lại nhé đúng không đấy, vâng hiểu như thế thì trong trường hợp này thì em nói là kế than tho chỗ cho nhiều trong sư thật xong hẻ thọ và rồi yêu cầu lại phát hành rồi yêu cầu phát hành hóa đơn đúng không yêu cầu lại điệu cái chỗ đoạn này này thà si phải hay này này thà si phần thiên à, chúng ta phải he thà là bố nghe thật là cô à, he thà là bố đúng không cấu trúc ao thà là bố ha tả đây là yêu cầu đấy đúng không thì do cái hóa đơn bị sai số cho nên là thì em thì em định lập lại hóa lập cái phiếu yêu cầu điều chỉnh hóa đơn rồi rồi yêu cầu nó phát hành lại đúng không tiếp thế nhưng hiện tại hiện chi tại phí kê khai tháng này vẫn còn thiếu sót nhiều lắm vẫn còn thiếu nhiều lắm sếp ạ à. Hachiman Chikum Chi phí kê khai chúng ta có từ xin bị cô y bí ta ông lệ xin cô bí xin ông được cô bị yong ừ, thiếu nhiều lắm mani
mà đi bù chốc bù hèo chóc hèo, mà đi bù chóc hèo mà thì cho nó nên em nghĩ là thay vì làm giấy yêu cầu điều chỉnh hóa đơn thì mình làm giấy yêu cầu hủy hóa đơn này này và và phát hành hóa đơn và mới phát hành hóa đơn mới với số tiền lớn với hơn đi số ạ. tiền nhiều hơn đấy. Chrome ở cái san sơ chỗ trông yếu trông sơ rừng chắc chắc sân han thế xin nê ý ý ý ý cái san sơ rừng Đi hủy hóa đơn cũng đã có từ gì truy số vô trong truy số vô trong sơ rừng để chặt xong nghề chắc xong chắc xong hệ sao rồi phát hành hóa đơn mới với số tiền lớn hơn với số tiền lớn to trước kho to mà nên khưng to to khưng tôn to to khưng tôn khinh rồi tôn đồ rô to khinh tôn đồ rô kế san sờ rừng xe phải là xe 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 rô xe rôn kế san sờ rừng vằn hen xe tài lộc rồi hết thật là cuối tiếp. Chrome Nếu Chrome vậy thì kê khai phí tháng này vừa khớp luôn sếp ạ. Cứ đó nhé. Chromium Chromium Ethereum Ebon Ebon tay. Ebon Ebon tan kê khai chi phí xin cô phí ông đấy. Kê khai chi phí kê khai đấy. xin cô bị ông cửa Vừa khớp khớp. luôn À, vừa khớp. xin cô bị Tắc mặt là được. tắt mặt tài Tắc mà dài nó vừa khớp nhau vừa đúng với nhau luôn vừa khớp với nhau luôn đó là thà si mà đeo xe này sai đăng nhìn ý thì săn sở lên sẽ không buồn nô các xe thứ cơm đó đẩy vô cá lò gió thứ lò xo sẽ không bình hồ các thứ lò xo kế san xo chỗ chân vô chân xo chặt xong hè xo thả si phần thang nghe thả ra cổ nếu mà lại hai cái he so đấy thì cái đầu tiên em có thể là biến thành là gì à xe cơm còn còn hô ca chi đất kỹ tem rồi nè à thứ chi đất đất khi kỹ tên buồn tem nè rồi nè kế san kế thăng sơ có chỗ chỗ chân chọn vô một trong chọn một sơ rừng thăng một chặt có sân à hè xin mà sơ đây hết tầng nào thả si cuối phần hăng hết phần hăng hết thả ra cổ yếu à grande à gì bắt ta cơn cơn tê y bôn thả rừng y bôn thả rừng y bôn thả rừng xin xin cô bì xin ông bố ông ấy xin cô bì ông bán đi bù chốc hèo à, bán chụp kia cửa đèn Chrome trong đó cửa đèn xó chế xem các rồi sao sẽ xe các cái nên khi san sao dầu chơ chỗ chân dầu chân sao rừng dù trong sở đất chủ trong dù trong sở đất chỗ chân chỗ chân sao rừng chặt sông hai lần tệ đó xin đây để xin đấy thì lên làm cái kế toán cho truy số vô trong sở đấy kế san sao truy kế san sao truy số vô trong sao rừng mà chặt sân để hà cho cô thật sự là chặt cố chặt sân hà cô ho khinh tôn thà khinh tôn nửa rô xe rôn kẻ san sở rôn hăn hăng hà thà ra cổ à phải phải lên hết là của rồi cứ đọc nhé Chromium xin có bị ông ngưng thì bọn ta xin cô bị ông Ibon tan xin có bị ông thác mặt trái tắc mà chạy ông thác mặt trái tắc mà chạy thác mặt trái vừa khớp luôn tắc mà chạy thác mặt trái đó, đó. Cái quan trọng khi mà em nói được cái này em phải hiểu được cái bản chất của cái câu từ trong này nữa thì khi em nói là mới chuẩn được này. Có hiểu không? Có hiểu cái gì ở có chỗ nào không hiểu ở trong này quá hiểu rồi thầy ạ không? Tại vì khi mà mình nói mình dịch thì mình phải hiểu không hiểu khó nói lắm rằng và sau rồi khó thuộc không biết gì cả
Thì khi mà mình thuộc rồi, mình hiểu rồi thì mình nói kiểu gì cũng được, nói dễ, nói những cái từ đơn giản thôi là sếp cũng hiểu. Rồi, đấy. Đấy, thì hôm nay học đến đây thì em về em tiếp tục dẫn giúp cho một xe chỉ về góc ôn giác. Đó. Okay. Biết hôm nay là video nó có đỡ hơn không? Nay em bị đau họng nên là không nói được. Thầy ạ. Nó bé, nó bé hay là cái của thời bé được, em nói bé ấy chứ. Em nói bé về Nói nên bé là sắp rồi. sắp mất giọng rồi nên là không nói được to ạ. Cố gắng nó cố gắng thuộc thuộc nhuần nhuyễn hơn và nói một cách tự nhiên hơn đi, chứ thầy không thể khá hơn đợt trước. Phải vì em làm nào để cho mỗi một đợt mà quay xong nó phải tốt hơn cái đợt trước nữa chị định. Còn cứ quay cho tầng tầng tầng, tại vì hiện tại cái mức hiện tại của em là nó chưa tốt, thì bây giờ em cái video này xong thì sau sang video xong cố gắng làm nó tốt hơn hẳn so với video trước đấy, video trước như thế thì nó mới gọi là hiệu quả chứ. Video nào nó cũng cứ tầng tầng như thế, nó không có sự tiến triển. Ăn choa, chuyển loạn choa. Ở hôm nay nhá, bài bài hôm nay thì cố gắng làm tốt hơn bài trước thì. Nè. Đó bổ nên số học yogi cả chị mà chị xì đá, chị xì đá. Nè. Nhưng như thế. Nè.